Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình phá game đầu tiên nha. Let's first night, let's go. Let's go. Okay. Solo 1-1, wow, cái trang này có vẻ đi rất là nhanh. Thank you.
Let's go. Ready to go. Okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Trong thành phố rất là đẹp mắt, mình sẽ cố gắng đua lên top 1. Let's go. Ok, xong về đích rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sorry, crashing. Ba, ok. Yeah.
Ok, let's go. Đó về đích có 1. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tài game tiếp theo. F1. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Traffic Reader. Let's go. Ở bên tay trái là phanh các bạn nhé. Nếu bạn đi nhanh quá các bạn có thể phanh lại và đi chậm lại. Oh my god, chạm nhẹ vào xe thôi cũng đã ngã rồi. Oh my god. Đúng sao? Thế sao vẫn về đích? Gì
Oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. CR Rushing 2. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Review Restring. Let's go. Thank you.
bạn cố gắng cày nhiều tiền, sau đó thì update cho xe thật là mạnh lên, rồi bắt đầu đua những tay đua hạng sang hơn và kiếm nhiều tiền hơn nữa, sau đó các bạn sẽ phải đổi xe. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Cột tê, Rushing High. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.